Hello anh em, chào anh em trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày mùng 2 Tết rồi em ơi. Thì cũng chúc anh em một ngày mùng 2 thật là vui vẻ ha. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về cái event thuần tán tử nha anh em. Và cũng như là tí hồ nữa cũng sẽ có một số code riêng dành cho anh em. Cũng sẽ tổng hợp lại một số code để cho anh em ăn ha. Đợt này thì ông nào mà chưa ăn code sự kiện web á thì có thể quan tâm về cái event đợt này. Rồi thì tuần này thì mình đã xả một chút ở bên cái ạc này bữa giờ quên vô luôn anh em ơi. Đó nên là bị gãy hết vài cái tặng anh em. Đó thì cứ canh cỡ 8 tiếng mình tặng một lần anh em ha. Tặng tới 15.000 tim là chúng ta ngưng là vừa nha anh em. Ngày hôm qua em kia thì mình có review cho anh em xem cái quá trình gọi là giống như là cái tư vấn cho anh em cái cách để mà xả tuần này. Nói chung là tuần này bảo tồn tài nguyên, xả thì xả vừa vừa anh em nha. Rồi chủ yếu là để cho chúng ta xả cái kim cương nè. Và đặc biệt anh em xả tài nguyên, anh em canh làm sao để mà làm hết tất cả cái nhiệm vụ bên thần tán tử này nha anh em. Hết tất cả luôn nha anh em, để chúng ta chơi đợt này. Cái này thì dành cho những ông nào mà đang có cái số rương á, nó trên cỡ chừng đây anh em. Nhất là cái rương số tán ngẫu nhiên này nè, phải trên 150 rương nha anh em. Là nói chung là cũng vừa đủ lấy thôi. Anh em muốn là chắc cú hơn á thì anh em để cái số tán ngẫu nhiên này nó cỡ 170, 180, đó là nó dễ lấy hơn nha. Mình thì ạc này 190 rương anh em. Rồi số toán thì là 176, mình nghĩ chắc được đó nè. Đó, đợt này thì ạc mía nông dân vàng, mía ATM mỗi ạc một cái bảo vật xịn đợt này luôn. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng ra ăn code nha anh em. Code này là code riêng, mình đã tổng hợp lại một vài code dành cho những anh em nào mà chưa ăn sự kiện web nha. Rồi code giáp thình nè. Rồi bạn Đức Anh là có một code giáp thình nè. Rồi bạn Minh Tân là có cái này là cũng là code luôn nha anh em. 1, 2, 3, 4, 5 cái code giáp thình anh em. Giáp thình nó dễ ra hơn mấy cái code khác ha, bởi mấy cái code khác nó khó lắm anh em ơi. Thực sự ra Tết thì ít bạn nào mà cài sự kiện web á, nên là nó nhả code ra nó cũng tỷ lệ nó cũng hiếm nữa. Rồi bạn Nguyễn Huy đây code đây anh em ơi. Giáp thình một nồi ơi, hình như còn nữa anh em, đợi mình tí nha, hình như là còn nữa đấy. Rồi anh em ăn cái code này xong chưa anh em? Còn được một ít code nữa nha, sẽ share tiếp cho anh em luôn của bạn Tài Tài ở ngoài đây nữa nha anh em. Rồi có gửi tấm hình đó nên là mình đọc cho anh em ăn luôn nha anh em. Đây code nữ hoàng đảo bánh nè. Nó hơi nhỏ nên là mình đọc luôn nha anh em. T4MGE1XF9U85Y dài. Đây là một cái code của bạn Tài Tài nữa nha anh em. Còn nữa thì phải đó. Đây anh em, cả nùi ở bên này luôn nè. Trời ơi. Rồi từ nha anh em, còn nữa nha. Đây, tiếp tục thêm một cái code nữ hoàng đảo bánh nữa nè anh em. T4MGE1XF9U85Y. Ủa cái này hồi nãy mình mới đọc mà phải không ta? Rồi, ok. Rồi, một nè dàn code ở dưới này nữa nha anh em. Trời ơi, thêm bạn Tài Tài nhiều nha. Đây nè, để mình copy cái dàn code này để cho anh em dễ nhập nè. Rồi, ok. Bên này nha anh em, bạn Tài Tài ha. Đó, anh em nhập đi nha anh em. Hôm nay code hơi nhiều đấy chứ. Rồi, nhập đi anh em. Nói chung là code này thì đều ok hết đó anh em. Đó, anh em nào nhanh tay thì nhập được thì nhập nha. Còn mà ông nào mà chậm tay thì nó sẽ báo đó là code đã sử dụng nha anh em, chứ không phải là code lỏ đâu. Một mình một người thì không có thể nào mà nhập hết cái đống code này rồi. Ủa dài quá vậy. Đây rồi, vừa đủ nha. Đây là dàn code, anh em có thể bấm dừng video hoặc là bấm chụp màn hình lại để nhập cái dàn code này nha anh em. Rồi chơi một lúc. Ai muốn có code qua TikTok mình cho thêm ID show thương lai nè, anh em có thể qua bên TikTok của bạn Tài Tài, anh em vô anh em lấy code nha, không biết có hay không nữa. Rồi ok nha. Đó, sẵn PA cho cái kênh TikTok của bạn Tài Tài luôn anh em ơi. Rồi ok, nếu mà có thì gửi thêm cho mình nha bạn Tài Tài ơi. Rồi thì đó là cái code đợt này anh em ha. Và đặc biệt game cũng đang có một cái event nhỏ nhỏ để anh em chơi, đó là mâm mứt ngày Tết quà đầy đủ ha. Thì chúng ta sẽ thả 4 cái loại icon, đó là thương thương nè, tim nè, like và ha ha. Mỗi loại icon thì sẽ chia ra 1.000 móc, tổng cộng là 4.000 móc nha anh em. Rồi để mình coi quá trình coi. Like đủ rồi nè, dư rồi nè, anh em like nhiều quá. Tim cũng đủ rồi nè. Ha ha thì còn thiếu 100 mấy nè. Và thương thương thì còn thiếu nhiều lắm nha anh em. Trời ơi, cái event này thì anh em có thể nhận được cái quà, đó là 10 thùng bia La Bàn 5 nè anh em, rương Bitmom 2 nữa anh em ơi. Anh em chàng vào đây anh em chơi nha. Để mình để cái link của cái bài viết này dưới phần comment nếu mà mình nhớ. Để cho anh em vào anh em vote nha anh em. Rồi vote cho nó chính xác điểm ông. Mỗi loại là 1.000 cái đó.
mỗi lần 1.000 cái đó anh em thương thương đang bị thiếu nè, thiếu 520 cái luôn nè, anh em vào anh em vote nha. Rồi đó là về cái vấn đề ngày hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng qua bên cái thần tán tử đi anh em ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có các cái gọi là phép tính để cho anh em chơi luôn anh em, và cũng như là cái mẹo và cũng như là cái rương cần thiết là bao nhiêu thì chúng ta sẽ chơi được anh em ha. Thì may mắn là admin nông dân của mình thì trước đó cũng đã tích được một mớ cái rương, đang có 176 rương tùy chọn nè, cái này là phép tính tùy chọn nha, và 190 rương số toán ngẫu nhiên đó. Thì mỗi loại thì chúng ta tốn cỡ chừng 150 anh em ha, 150 để mà chúng ta chơi cái thần tán tử đợt này. Rồi thần tán tử đợt này thì như anh em cũng đã biết á, thì anh em sẽ làm nhiệm vụ hàng ngày. Cái này thì đợt mình có review hướng dẫn cho anh em xem rồi đấy. Thì khi mà làm nhiệm vụ hàng ngày chúng ta sẽ có 3 phép tính re đó, 3 phép tính re một ngày nha anh em, một ngày 3 phép tính. Thì 7 ngày thì chúng ta sẽ có tầm cỡ chừng 21 phép tính anh em ơi. Chưa tính ngày thứ 8. Ngày thứ 8 là tầm cỡ chừng 12 giờ thứ 6 anh em. Là tính ra là cái thần tán tử này á, là nó sẽ tới tận 8 ngày lận á anh em. Thì nếu mà là 8 á, 21 cộng cho 3 là 24 phép toán anh em. Là re anh em có thể cày được ở trong cái phần nhiệm vụ này, nếu mà anh em farm hết nhờ nhiệm vụ anh em. Nếu mà anh em farm hết nhiệm vụ thì nó sẽ cho chúng ta tới tận là 28 phép tính, nếu mà anh em không có bỏ sót những cái nhiệm vụ nha. Đó, thì anh em có thể được 24 phép tính, cho anh em 24 phép tính re. Còn mà anh em nếu mà bỏ nhiệm vụ thì chắc tầm có chừng dưới 20 cái nhiệm vụ re thôi. Còn tất cả những cái phép tính này thì nó bắt chúng ta, đợt này thì nó nhiều hơn tận 7 lần nha anh em. Mấy cái thần tán tử trước á, nó bắt chúng ta làm chỉ có 50 lần thôi. Thần tán tử đợt này là tới 57 lần. Đó, nên là lấy cái Burakhan này thì nó hơi chua nha mấy ông. Đó, nhưng mà cũng có cách anh em nha, dành cho những ông nào trên 150 mấy cái thùng á anh em, mấy cái số phép toán rồi đó, mấy cái rương á thì anh em chơi. Còn anh em nào không đủ thì chắc là cỡ chừng 12 hay mười mấy, gần 20 lần là ghê lắm rồi. Đó, không có đủ lấy Big Mom luôn á, chứ ở đó cái bảo vật này anh em. Rồi, không nói nhiều anh em ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xem cái bài viết của bạn Trương Hiệp đi. Bài viết của bạn này thì may mắn cho mình là mình cũng đang cần á anh em. Thì bạn Trương Hiệp này cái thần tán tử trước đó thì bạn chơi khá là ok. Rồi bạn này có ghi đó là dành cho những anh em nào mà chơi thần tán tử mà sợ thiếu á thì tham khảo nha. Một ngày thì sẽ được 3 phép tính re, tốn 4 rương, thêm 4 rương dấu nữa nha anh em. Cái này là 3 phép tính nhưng mà nó bị thiếu cái rương dấu á, nên là chúng ta phải tốn tận 4 rương dấu nữa. Nhiệm vụ hàng ngày thì mình bỏ 3 nhiệm vụ quay tướng nè, nhiệm vụ 7 sao và shop đấu trường đó anh em, tổng cộng là tốn rương dấu và số số thứ ở đây, cái số mà số thứ cái gì ta, ủa số thứ là cái gì nhở, rương dấu và số phép tính đó anh em, là số đó anh em là 150 rương mới được nha. Có 3 phép tính là dùng 57 gì, có 3 phép tính là 57 anh em, là mỗi ngày anh em có thể dùng được anh em ha. Rồi đây là mấy cái số phép tính đây, 5 nhân cho 5 cộng 8 cộng nhân 4 là cái này là cái re nha anh em, hàng ngày anh em có thể chơi được ấy. Đó, một cái re nè. 8 nhân 7 cộng 1 cộng 0, cái này là cái re thứ hai là anh em làm nhiệm vụ hàng ngày nó cho đấy. Rồi cái thứ ba là 9 nhân 6 cộng 3 chia cho 1. Đó, là ba cái này là anh em làm nhiệm vụ hàng ngày ở trong game á là anh em sẽ được 3 phép tính đó đó anh em. Rồi, nếu mà anh em mở rương đồ các thứ á thì chúng ta sẽ nếu mà anh em mở rương được á thì chúng ta sẽ chơi đây, đây là số phép tính này nè. Đó, tổng cộng là có hình như là 28 phép tính đó anh em. 28 cái phép tính này. Đó, để anh em chơi ha. Rồi mình sẽ mở ra cho anh em coi cho nó dễ luôn anh em ơi. Mình đã tổng hợp lại rồi đấy. 28 cái nha anh em. Mỗi ô là 14 phép tính ha. Đây, anh em có thể bấm chùm chụp màn hình lại để cho anh em là hoặc là nhấn dừng video và chụp màn hình lại để anh em chơi phép tính cho nó dễ đó anh em. Đây, đây là cái một số phép tính của bạn bạn Trương Huy, bạn Trương Hiệp, bạn chia sẻ nha anh em. Đó, một số cái để anh em chơi cho nó dễ, mình thì mình cóp lại rồi mình zoom ra để cho anh em chơi anh em thấy cho nó dễ nha. Bài này cũng khá là hay đấy. Rồi, ok, nếu mà 3 phép tính rui hàng ngày á anh em thì chúng ta có 21 đi, tính 3 phép đi anh em, tính 3 phép rui hàng ngày hai có 21 thì nhiệm vụ của anh em là chỉ là farm cỡ chừng 36 phép tính nữa thôi anh em ơi, bằng 150 rương. Đó, cái này là tùy vào nhân phẩm của anh em nữa anh em ha. Anh em mở cái rương phép số ngẫu nhiên á mà được mấy cái số mà nó ghép lại được thành cái phép toán đó anh em, đúng với lại cái yêu cầu á thì chúng ta mới ngon được nha anh em. Còn mà anh em mở xui quá là gãy nha.
Đó, nên là mình sẽ sử dụng cái ạc này để mà mình chơi cái thần tán tử đợt này luôn nha anh em. Rồi, ạc này chơi trước, thiếu đủ bao nhiêu rương thì ạc miết ATM sẽ chơi sau. Ngày hôm nay là mới là ngày chủ nhật thôi, mới có 3 ngày trải qua thôi. Chúng ta bắt đầu chơi từ đây cho hết event là vừa rồi. Anh em để cuối cuối thì nó hơi lủng á nha anh em. Mỗi ngày có bao nhiêu phép tính thì anh em cứ chơi thôi. À, 3 phép tính ri hồi nãy thì mình sau lại cho anh em xem luôn nha anh em. Đây, 3 phép tính đây, một cái nè, cái này làm nhiệm vụ hàng ngày nó cho nha. Hai cái nè, ba cái nè, đó, ok cho anh em nhớ nha. Trời ơi, à, bạn chơi được tới 50 lần rồi nè. Không phải, cái móc này móc bao nhiêu ta? Móc này là 35 lần rồi anh em. Trời ơi, chơi nhanh thực sự nha. Bạn đã dùng 35 phép tính rồi nè anh em, 35 phép tính rồi nè. Bây giờ là farm tới hai mấy phép tính nữa là ok. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thử cái phép tính của bạn đó luôn nha anh em. Phép tính hàng ngày, ưu tiên cái phép hàng ngày trước đi. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ chơi mấy phép kia sau anh em ha. Rồi phép hàng ngày đầu tiên mà mình tắt cái này đi, này rối quá. Rồi phép hàng ngày, mỗi ngày nếu mà anh em làm full á, nó cho mỗi thứ một ô luôn anh em, mỗi thứ một điểm luôn ấy. Rồi 5 nhân 5 cộng 8 x 4. Nè, 5 nè, nhân 5 cộng 8 x 4. À, 57 anh em, quá chuẩn luôn anh em. Một cái nè. À, rồi. Tiếp theo nữa đó là mình cái số 0 mình không có farm được anh em ơi, nên là bỏ số 0 nha. Số 0 là phải hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ nó mới cho được hai số 0. 9 nhân 6 cộng 3 chia 1. Rồi, 9 nhân 6 cộng 3 chia 1. Tất cả những cái số và phép tính này mình đã cày ri mới ngày hôm qua hôm kia thôi nha anh em, mới có 2 ngày thôi đấy. À, ok cho anh em. Rồi, anh em cày mỗi ngày hình như là nó cho anh em mỗi loại là hai cái lận anh em, mỗi loại là hai số nha anh em. Đó, hai số đấy. Rồi mấy cái số phép tính này thì bắt buộc anh em phải xài thêm rương nha. Đó, để anh em chơi nha. Rồi mình bị mình không có hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày á, nên là mình bị thiếu số 0 nha anh em. Ngày hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Đáng lẽ là ngày hôm nay anh em cày á là tất cả những cái số này là nó sẽ chuyển thành số 6 hết anh em ơi. Mỗi loại là 6 điểm luôn á anh em, rất là ngon, mỗi loại là 6 số ha. Còn cái rương này anh em thì nó rơi vào khoảng tầm cỡ chừng bao nhiêu ta? Hình như là 6 luôn anh em. 6 phép tính mỗi loại, 6 số mỗi loại luôn anh em. Đó, nếu mà anh em cày chuẩn anh em ha, mỗi ngày là 2 2 2 2 2. À, đó là mấy cái là số chuẩn đấy anh em. Rồi, làm thêm một cái ô phép tính đầu nữa đi. 5 x 5 cộng 8 x 4. Ưu tiên cái đầu này trước anh em ha. 5, ủa hết số nhân rồi. Nhân này bắt buộc anh em phải xài rương nha anh em. Bắt buộc anh em phải xài rương thêm đấy. Bởi vì làm nhiệm vụ nó không có cho đủ rương đâu. Lấy hai số đây. Chơi tới đâu mở tới đó nha anh em. Thiếu cái gì mở cái đó. Mình thiếu giống nhân hai cái nè. À, thì anh em cứ giỏi theo mình chơi nha anh em. 5 x 5 cộng 8 x 4. 5 x 5 cộng 8 x 4 nữa hả? X 4. Ok, 57 tiếp. Ồ, quà Tết, ngon chưa, ngon chưa? Tí mở rương luôn anh em. Tí mình mở cỡ 50 rương chơi ha. Rồi nhận quà ngày hôm qua tính giờ luôn nha anh em. Ạc này ạc miếng nông dân nha. 83 thùng bia, 3000 mấy rio, 3000 mấy của thêm 2 rương may mắn bit bom nè anh em. Cái này là có nhận ở trong quà, ở trong cái sự kiện web á nha. À, nói về sự kiện web thì chúng ta vô coi thử coi coi là tới đâu rồi anh em ơi. Anh em vô sự kiện web dễ lắm anh em. Đây anh em vô trong cái bay của hải tặc đại chiến nè, nhấn vô cái trang chủ nè, rồi nhấn vô cái sự kiện đầu. Rồi nhấn vô cái link này là đăng nhập vô được thôi anh em ơi. Ngày hôm nay thì để mình đăng nhập vô cái đã là để coi nó cho cái quà gì nha. Chọn đúng server luôn nha anh em. Mình là 454. Rồi ok. Rồi tiếp theo nữa thì coi coi ngày hôm nay là nó cho chúng ta cái gì. Ngày hôm qua là cho quà Tết X3. Á, ngày hôm nay cho 200.000 nước mắt hả? Cũng được. Ngày 11 là ngày 12, ngày 13 vẫn có quà cho anh em tới ngày 14 luôn á. Ngày 12 là cho thêm 5 cái la bàn nè anh em, nhớ vào trong này nhận nha. Quà quá trời luôn em ơi, quà về. Cái này là mình ăn cốt mình chưa nhận anh em, bây giờ mới nhận đấy. Tiếp tục. Ôi còn có hai cái à. Rồi, vô mở rương luôn đi anh em ơi. Đó là mấy cái số phép tính á để cho anh em chơi cái event đợt này nha. 9 gói quà Tết, ở trong này có tỷ lệ ra thêm mấy con tướng và cũng như là kim cương nè, L1 L2 nè, cốc bia vàng đồ các thứ nè anh em, mở thử nha, coi được cái gì không. Ô, cái gì vậy? Kim cương quá trời luôn anh em ơi. Để coi coi, 4.000, 5.000, 5.000 rưỡi kim cương, 200 cốc bia, và 50 xu vòng quay, quả ok. Rồi,
hai rương Big Mom nữa mấy ông ơi. Ô, 20 thùng bia quá đã. Hạt nông dân mà được thùng bia vậy là quá tuyệt vời rồi anh em. Kể cả mấy cái quà hồi nãy là có cả cốt rồi cái thứ nữa mình ăn full đó anh em, bây giờ mình mới nhận ấy. Rồi, ổn nha anh em. Bây giờ sẽ mở 50 rương phép tuê, 40 rương số toán ngẫu nhiên nha. 40, đây, số toán mình đây. Hy vọng là sẽ nhiều nhiều số 0 một tí, bởi vì ạc này hơi thiếu số 0 đó nha. Đây, rồi tiếp tục ha, bây giờ sổ ra luôn nha anh em. Ở bên này thì mình sẽ sử dụng tầm 24 cái để cho nó tròn. Ô, quên, cái này là thiếu cái gì, mở cái đó nha anh em, quên. Mỗi loại là chúng ta lấy, thôi thiếu gì thì xài cái đó đi. Chắc là mình sẽ sử dụng 10 dấu nhân trước đi. Sử dụng dấu nhân khá nhiều anh em ha. Anh em quay lại cái số phép tính hồi nãy mà mình cho anh em xem đó, 10 dấu nhân á, dạ xài dấu nhân nhiều lắm. Nhân với cộng anh em, nhân với cộng khá là nhiều. Rồi, 10 dấu cộng luôn nè. Rồi, mấy cái dấu kia thì thiếu tới đâu thì mở tới đó nha. Rồi, ok, ra coi thử coi coi là đây, một số phép toán để cho anh em chơi đi. Nhưng mà anh em ưu tiên cho làm cho mình cái phép toán nếu mà theo cái bar em này nè, ưu tiên làm cho mình cái phép toán 3 ngày ri á anh em. 5 x 5 cộng 8 x 4 nè, 8 x 7 cộng 1 cộng 0 nè anh em. Đó anh em thấy không, xài dấu cộng dấu nhân khá là nhiều. Rồi, 9 x 6 cộng 3 chia 1 anh em. Đó là ba cái phép toán để mà anh em sử dụng trước. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng các cái phép toán ở trên này. Các phép toán ở trên này. Đó, đây là tối ưu nhất nha anh em. Rồi ok, vô làm vài phép toán đi anh em ơi, để coi coi là có ổn hay không anh em. Trước mắt là 3 phép tính rồi anh em ha. 3 phép tính rồi. Đó, anh em để cái bảng phép toán ở ngoài kia anh em chơi cho nó dễ anh em. 5 x 5 cộng 8 x 4. Ôi xài số 4 nhiều anh em. Đây là số 9 tới tận 10 số luôn nè. À, số 0 là 6 số đây anh em, ngon đó nhờ. Rồi để mình coi coi là ở bên này mấy cái số nó ok hay không anh em. Mở xóa cái này luôn đi. Rồi, đây. Đó, anh em zoom lại, anh em kéo qua bên. Anh em làm một cái ô nhỏ nhỏ để mà anh em chơi anh em ha. Có PC nữa anh em chơi cho nó dễ. Tổng cộng là 28 phép tính đó anh em ha. Rồi, đây. Chúng ta sử dụng số 9 nhiều nhiều tí anh em, số 9 mình hiện giờ đang nhiều nè. 9 x 5 cộng 4 x 3. Ôi, cũng xài số 4 nhiều vậy ta. Trên cái số này như là re luôn đấy. X 5 cộng 4 x 3. 57 đây anh em. Ok, để mình quất tới cái 6 lần đi anh em ha, 6 lần đi. Nhưng mà ưu tiên làm mấy cái số 5 x 5 đồ các thứ nha anh em. Ủa, xài số 5 nhiều quá ta. Xài số 5 nhiều quá rồi, ưu tiên qua bên này đi. 8 x 7 cộng 1 cộng 0. 8 x 7 cộng 1 cộng 0. 57 anh em nha. Rồi, làm thêm phát 8 x 7 nữa đi. 8 x 7 cộng 1 cộng 0. Ok. Đó, rất là chuẩn luôn nha anh em, chưa gì hết được 6 phép tính rồi nè. Đó thì mà trong quá trình chơi thì tốn bao nhiêu thì mình cũng đã lưu lại cái số phép tính cái số rương của mình rồi đấy. Hồi nãy là 174 rương số toán phép tính số toán ngẫu nhiên nè, phép tính ngẫu nhiên nè. 190 rương số toán ngẫu nhiên. Đó thì anh em quan sát cái quá trình mình chơi và cũng như là cái số rương chúng ta đã bị mất á thì là tốn bao nhiêu thì mình sẽ review kịp ở trên kênh. Tầm cái chừng ngày mai là sẽ có kết quả nha anh em. Tối nay thì rảnh thì mình sẽ chơi cái số toán này để thử coi là đủ hay là không nha. Nhưng mà tầm có chừng ngày mai thì mới là có ngày thứ ba thôi nên là cái số toán này chắc chắn là sẽ chưa đủ đâu anh em ơi. Mỗi ngày anh em sẽ làm re á nên là chúng ta sẽ lấy thêm quà bên này nữa nha anh em. Mỗi ngày là 3 phép toán re. Đó, nó mới vừa đủ thôi anh em ơi. Anh em mà không làm nhiệm vụ ngày này là coi như là thua nha anh em. 300 rương cũng không đủ đâu. Rồi các anh em ơi, đó là video ngày hôm nay. Thì anh em thấy hay hãy cho một like giỏi kênh nha. Có kết quả thì mình sẽ cập nhật ở trên kênh. Để anh em đợt này mà đang muốn lấy cái bảo vật Burakan này á thì không thể bỏ qua nha. Rồi các anh em ơi, đó là video ngày hôm nay. Thấy hay cho một like giỏi kênh nha anh em. Cảm ơn nhiều nha.